xếp, máy xếp. Nguyên ơi, xong chưa? Xong rồi trọng tài chính rồi tới trận này nhé. Thu Bùng và Quang Tông và sân số 4 bây giờ đấy bắt á. Anh Toàn và Quang Tông và sân số 4 anh Công à anh Toàn và Quang Công chuyển sang sân 1 đi. Sân lại Toàn với Quang Công có cùng không? Có cùng. Tên gọi bình thường là Toàn. À, anh tên là Toàn, tên khai sinh là cùng. Tên khai sinh của anh Toàn. Anh mình nhắc trọng tài nhưng trọng tài đang nhìn bắt đi phát cái chết. Ông này
ai gỡ máy rồi, Huy gỡ máy ạ. Thank you.
lên 8 rồi đúng không? Bán tiếp cơ bản trước đi. Không, cơ bản họ nghỉ đủ rồi. Bán kết nội dung. Sân 1, sân 2 cho mọi người xem tập trung. Thế sau đây mình sẽ tiếp tục các trận bán kết của nội dung cơ bản. Trận bán kết đầu tiên Sơn Phong gặp Hải Cẩn, trận số 1. Hải Cẩn. Sơn Phong gặp Hải Cẩn, trận số 1. Trận số 2 Hoàng Minh Tuấn gặp Đoạn Trung Đức. Hoàng Minh Tuấn gặp Đoạn Trung Đức. Trận số 2. Thế à?